Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 5. Diễm tỉnh lại sau khi uống nước đường qua mũi. Mấy anh nhân viên ở ủy ban đều lấy làm lạ với phương pháp đó, nhưng quả nhiên thấy công hiệu thật. Họ lại có ý muốn gọi xe cho cô vì sợ trễ tàu, nhưng Tú khước từ. Hai người lại cùng ra ngoài đi bộ thật nhanh, kẻo muộn giờ. Khi tỉnh lại, Diễm chỉ im bặt không nói năng gì. Thi thoảng vô thức cô lại đảo lưỡi liếm mép, như để kiểm tra xem chiếc lưỡi hãy vẫn còn ở đó hay không. Tới khi đã đi ra bên ngoài ủy ban với nhau, Diễm mới nói: "Ban nãy ngất đi á, tao mơ lạ lắm. Tao mơ thấy mẹ tao về. Tao còn mơ thấy tao bị câm. Giấc mơ đáng sợ quá." Tú không nói gì cả. Hai đứa lại im lặng bước đi trên đường. Đôi chân của hắn mơ hồ nhanh hơn, vội hơn. Có những đoạn Diễm phải chạy theo mới kịp được hắn. Đối với Diễm, đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng đối với hắn thì không. Hắn biết điều gì vừa mới diễn ra, những điều đã diễn ra và sắp xảy đến ở nơi mà người ta đang không sống, nơi mà con người không biết về sự vận hành của nó, nơi mà chỉ có quỷ thần và những người huyền nhân chi phối. Những lời nói của quỷ thần làm cho hắn lo sợ. Đó không phải là những lời nói suông. Nếu ở trên tòa núi thứ ba, ở ngôi mộ Trịnh Phong mà hắn khảo sát suốt mấy năm qua, là địa tàng của Vu Sơn, thì lại là một câu chuyện khác. Sẽ có quỷ thần của Vu Sơn ở đó. Vu Sơn là gốc tổ của phái mà hắn học. Thầy trên Vu Sơn là thầy dạy ra thầy hắn. Hắn biết điều đó. Hắn biết nếu đó là một ngôi mộ của Vu Sơn thì trong mộ sẽ bị yểm chặt chẽ, và với con mắt phong thủy thông thường thì khó mà trừ đi được. Bởi rằng trên Vu Sơn, thuật phong thủy được phát triển và rèn luyện tới mức sâu sắc, làm nền móng cho nhiều nhánh học thuật phong thủy ở miền Bắc. Nhưng làm sao có thể từ bỏ? Hắn đã cố gắng đến thế, đã nỗ lực nhiều đến như thế rồi. Làm sao mà chỉ vì vài lời ma mị của quỷ thần, vì một quẻ bối mà có thể từ bỏ việc đó được? Diễm lại ngập ngừng lên tiếng để phá vỡ đi không gian im lặng giữa hai người. "Ban nãy tao còn mơ thấy con của tao nữa." "Là sao? Con nào?" "Tao mơ thấy đứa con trong bụng tao. Nó đã ra đời và lớn lên, cỡ chừng 10 tuổi. Nó ngồi trên một cái mẹt ớt, cắn ớt và chửi bới oán hận tao." "Chỉ là mơ thôi, đừng bận tâm nè." Tú nói, siết chặt tay Diễm trong tay mình, rồi bước đi lại gấp hơn, trong lòng ngổn ngang mưu tính. Bọn họ cứ như thế, hai người đi cạnh nhau, nhưng không nói thêm với nhau câu nào, cho tới tận khi đến nhà ga. Trong lòng họ ngổn ngang suy tư. Diễm cứ nghĩ mãi về giấc mơ kỳ lạ trong khi mê sảng. Còn Tú thì bắt đầu mưu tính tới những việc xa xôi hơn, nhưng cũng cụ thể hơn. Hắn không thể từ bỏ được, cho dù đó là kho tàng của Vu Sơn đi chăng nữa. Hắn còn một đứa em gái tâm thần phải lo. Hắn phải nhanh chóng có tiền để đưa con em của hắn đi khỏi trại trẻ mồ côi. Hắn còn một con bạn phải lo nữa. Hắn không muốn Diễm cứ cả đời phải đi làm gái. Hắn phải lo xong các việc đó sớm, trước khi yểu mệnh. Đó là ý chí của hắn, là quyết tâm của hắn, là sứ mệnh của hắn, điều mà hắn phải làm và phải tin theo. Đã có thêm những yếu tố mới, vậy thì cần phải có đối sách mới. Bọn họ dừng bước trước ga tàu,
cùng nhìn vào đồng hồ to đùng treo ngay chính giữa nhà ga. Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa tàu mới chạy. Bọn họ ngồi xuống một cái ghế đá ở trước cửa sân ga. Tứ bề thanh vắng im lìm. Ở các thanh ghế cũng có những người đi tạo đêm gật gù chờ đợi. Bên ngoài đường cái, xa xa văng vẳng tiếng kẽn của những người công nhân quét rác đêm. Bọn họ ngồi bên nhau như thế, rồi Diễm nói: "Nãy giờ tao đã nghĩ rồi." "Nghĩ cái gì?" "Về việc lấy chồng á." "Nói đi." Diễm ngập ngừng nhìn Tú. Trong thoáng chốc, chẳng biết vì sao cô cảm thấy bối rối lắm. Rồi ngập ngừng nói: "Nếu tao đến với anh Cường thì trước tiên phải đi phá thai, đi phá trinh, đi xăm màu, sau rồi làm việc với mấy thằng quản lý. Hẹn tụi nó cưới xong rồi lấy tiền cưới đó đi chuộc hợp đồng. Như thế thì mới được." Tú ngạc nhiên hỏi: "Thằng giám đốc đó thiếu gì tiền mà không trả luôn tiền chuộc cho mày? Lại phải cưới xong để lấy tiền cưới sao?" Diễm cúi đầu khẽ lắc. Tú chợt hiểu ra, cái thằng mà Diễm ngắm lấy làm chồng chưa biết Diễm làm gái. Như vậy con bé hãy còn bị ràng buộc ở chỗ làm. Hắn thở dài: "Tao tưởng nó biết rồi mà vẫn chịu cưới mày. Chẳng hiểu mày nghĩ thế nào mà lại giấu như vậy." "Mấy con chỗ của tao đều tuốt lại, sửa lại người rồi giấu đi như thế. Đi thành phố khác là xong. Chồng không biết được nên tao không nói. Tao sợ nấy biết thì không có thông cảm được." "Ít nhất mày cũng phải dứt với mấy cái thằng giác gái đi. Sau đó làm gì thì làm. Đằng này còn muốn cưới xong rồi thanh toán sau. Tới lúc đó kiểu gì mày cũng bị tụi nó tống tiền. Cho làm rùm beng lên. Thằng chồng mày cũng biết. Thế là mất tất cả." Diễm im lặng không nói gì. Tú nói không sai. Kiểu gì rồi cũng dễ lộ. Nếu như không dứt hẳn được với nhà thổ trước khi kết hôn. "Thế phải làm sao được?" "Chúng nó đòi bao nhiêu?" "Quản lý đòi 70 triệu. Tiền dịch vụ với cả môi giới công việc trong mấy năm nữa." 70 triệu. Tú bật cười. 70 triệu để dứt khỏi cái đồng đỉ. Cái giá trên trời chẳng con nào thoát khỏi tay bọn nó. Trừ mấy con già thải hết thời. Còn hàng ngon như Diễm đang còn kiếm được tiền cho tụi nó thì đời nào nó nhả đi cho dễ dàng. Đúng là bóc lột người ta đến chết mà. "Nghe đây, đừng có lo gì cả. Tuần sau tao cắt phép chỗ thằng Hà. Tao sẽ đến nói chuyện với quản lý của mày để bàn bạc lại giá. Được không?" Diễm giật nảy mình nắm lấy tay Tú. Diễm biết chữ bàn bạc có nghĩa là gì. Tú sẽ chỉ bàn bạc bằng dao kiếm, bằng súng. Bọn chăn gái cũng không phải bọn vừa. Nếu cần thiết, chúng nó có hàng nóng, sẵn sàng lấy mạng Tú ngay. "Không, mày không được đi đến đó. Việc đó tao sẽ tự lo." "Lo thế nào?" "Tao sẽ lo Diễm nói, giọng nhỏ dần đi qua từng câu chữ. Tú châm một điếu thuốc lá cho mình và cũng châm cho Diễm một điếu. Thở dài nhả ra đợt khói u sầu, rồi nói: "Có tiền thì mới lo được. Tuần sau tao sẽ đến chỗ mày, rồi tao bàn kỹ lại. Vậy là mày quyết tâm phá thai đi lấy chồng rồi phải không?" Diễm lại im lặng, không nói gì thêm nữa. Bọn họ cùng kéo thuốc. Rồi những phút giây lặng lẽ trôi qua, cho tới khi chiếc loa phát thanh ở cổng nhà ga rú lên từng hồi còi dục dã,
giọng nữ nhân viên vang lên khắp các ngóc ngách của nhà ga qua hệ thống loa để thông báo về việc chuyến tàu sắp tới. Đó là chuyến tàu của Diễm. Những người đang nằm ngồi vật vờ ở nhà ga khẽ cựa mình lục tục kéo những chiếc túi to đi vào bên trong khu vực chờ tàu. Tú cùng Diễm đứng dậy. Tú nói: "Tao nhờ mày thêm một việc nữa. Về thăm con em tao, xem nó thế nào. Rồi đến chỗ thằng Duy, bảo nó tới đơn vị gặp tao." "Mày muốn gặp Duy hả?" Diễm hỏi, trong giọng nói chợt thoáng có nét vui mừng. Tú gật đầu. Diễm cười: "Bọn mày làm hòa được thì tao vui lắm." Tiếng còi tàu vang lên dục dã. Chúng ôm nhau, hôn nhau lần cuối. Rồi Diễm vội vã chạy ra nơi lên tàu, để lại Tú một mình giữa khoảng không chơi vơi. Hắn chợt nhận ra hắn đứng ngẩn người rất lâu, rồi hắn bất giác chạy ra theo. Ngay khi đó, Diễm đã lên tàu một lúc rồi, và đoàn tàu sắp lăn bánh. Tiếng còi tàu xé màn đêm vang lên, đoàn tàu từ từ lăn bánh đi. Hắn nhìn thật nhanh, qua từng khoang, tới toa tàu của cô. Rồi hắn nhìn thấy, kia là Diễm, đang ngồi ở một cái ghế cạnh cửa sổ, mắt trông xuống dưới kiếm tìm. Rồi mắt họ chạm nhau, Diễm thấy hắn, liền cười thật tươi, kẻ đưa tay lên vẫy vẫy với hắn qua khung cửa sổ. Hắn chợt chạy theo tàu mãi. Tất cả mọi người ngồi trên tàu đều nhìn xuống dưới hắn đầy hiếu kỳ tò mò. Cho tới khi tốc độ con tàu tăng dần nhanh lên, tới mức hắn không thể chạy theo song song với con bé được nữa. Diễm bật cười, che miệng, xua tay bảo hắn về đi. Hắn đứng đó, ngó con tàu đem con bạn thân, người hắn thương, đi xa. Không có ai qua lại, hắn đứng trước cổng rào to của căn nhà, quan sát tỉ mẩn vào bên trong. Những bóng đèn bật văng từ bên ngoài vào tới bên trong làm cho căn nhà sáng tỏ, nhưng hắn biết là trong nhà không có ai cả. Một căn nhà ba tầng khang trang, cả sân vườn to rộng, một căn nhà của người giàu. Hắn đã theo dõi căn nhà này một thời gian dài rồi. Trong nhà có một đôi vợ chồng trẻ sinh sống, không có người nào khác nữa. Họ không tiếp xúc gì với người bên ngoài. Hàng xóm láng giềng sống vô cùng biệt lập. Họ không bao giờ có khách tới, không có một giao thương mua bán gì với xung quanh, và cũng chẳng ai biết họ làm nghề gì cả. Cũng không ai thấy một trong hai người đi làm bao giờ. Họ chỉ bước ra bên ngoài để đi dạo mà thôi. Người ta chỉ thẳng hoặc nhìn thấy hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo ra bên ngoài, đi chợ hay đi đâu đó, rất nhanh rồi lại quay trở lại. Ngôi nhà vườn của người lắm tiền tuyệt đối không thích hợp để giao du với những người hàng xóm nghèo nàn. Nhưng đó là câu chuyện của 2 năm trước. Khoảng gần 2 năm trở lại đây, người ta không còn thấy bóng dáng của người vợ, và cũng không còn nhìn thấy người chồng đi ra ngoài nữa. Chỉ thi thoảng bắt gặp anh ta đứng ở trong sân vườn, hoặc mua bán thịt cá vẩn vơ với mấy người bán trong qua khe cửa rào sắt. Người ta đồn là họ đã ly hôn, cô vợ đã đi khỏi, để lại mình anh chồng ở trong ngôi nhà to lớn. Hắn đã theo dõi căn nhà này mãi. Người đàn ông trẻ tuổi trong ngôi nhà, anh ta đã đi khỏi nhà 3 ngày nay chưa về lại. Cứ mỗi 4 giờ chiều sẽ có một bà già đi tới, mở cửa nhà, vào nhà bật hết các loại đèn đốm lên rồi đi về. Tới 6 giờ sáng thì bà tới tắt điện. Căn nhà này hiện giờ đang không có ai cả. Trong địa bàn này trị an khá kém, ở vùng cũng ngoại ô, gần tới cả vùng quê. Thế mà một căn biệt thự sang trọng như thế kia
lại không có lắp đặt thiết bị gì bảo vệ, cũng chẳng ai trông coi. Hắn cũng không muốn làm việc bất nhân, nhưng hắn hết cách rồi. Môn đá gà đã đẩy hắn vào vực thẳm. Chỉ trong một tháng nữa, nếu không chung đủ 60 triệu tiền nợ cho Sới, hắn sẽ bị chúng tới tận nhà hỏi thăm. Lúc đó tất cả sẽ tan vỡ. Trong 6 năm qua, hắn đã bị bể việc đá gà 3 lần, lần nào cũng lên tới vài chục triệu đồng. Vợ hắn đã bỏ về nhà bố mẹ tới mấy lần. Nếu không có hắn, lần nào cũng tới nhà vợ khóc lóc, cầu xin năn nỉ, rồi để bố mẹ vợ lẫn vợ sỉ vả chửi mắng, thậm chí đánh đập. Có lẽ vợ hắn chẳng bao giờ chịu về. Nếu không phải vì thương đứa con gái nhỏ, chẳng muốn cho con bé lớn lên trong cảnh éo le, thì có lẽ vợ hắn đã bỏ hắn mà đi. Giống như tất cả những tài sản trong nhà, từ giường tủ, xe đạp, bàn ghế, đã bỏ hắn mà đi theo những trận đá gà trước đó. Nhà bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng này nữa thôi. Nếu bung bét ra, tất cả sẽ kết thúc. Đứa con gái cũng chẳng thể cứu vãn được kết cục đổ nát của gia đình nữa rồi. Dù chết, hắn cũng chẳng thể để việc này bại lộ được. Người chủ có thể về lại bất cứ khi nào. Trong đêm nay, hắn phải tiến hành đột nhập cho được. Trong một căn nhà lớn như thế, lẽ nào đâu không đủ 60 triệu cho hắn qua cơn nguy biến hay sao? Hắn tự nhủ với lòng, sẽ chỉ lấy đúng 60 triệu, không lấy hơn, cho qua cơn tai nạn lần này. Rồi hắn sẽ hoàn lương, sẽ xóa nhòa tất cả. Không bao giờ hắn chơi đá gà nữa. Thề có trời, thề trước đứa con gái bé bỏng, nhất định là phải như thế, cầu xin cho được thuận lợi. Hắn hít một hơi dài, nuốt nước bọt, cẩn thận kiểm tra trong túi quần cái đèn pin nhỏ, coi lại chắc chắn miếng dán ở đế giày cho khỏi bong ra, rồi bắt đầu đeo bao tay, đi men theo lối hàng rào của căn nhà rộng. Có thứ gì đó cử động dưới chân, làm cho hắn giật nảy cả mình. Nhìn lại, thì ra là hai con chuột chạy ngang qua. Hắn tập trung định thần, rồi ngó lại nhà một lần nữa. Sau đó bước tới sát mé đông của hàng rào, nơi mà hắn đã chuẩn bị sẵn những miếng đá rời rạc bên trên cái nắp cống, qua từng ngày, mỗi lần đi lượn qua ngôi nhà này. Hắn từ từ xếp các phiến đá vuông, nhỏ, bằng phẳng đủ kích cỡ lên cái nắp cống, cũng chỉ giúp cao thêm được gần 30 phân, nhưng giúp hắn nhón được một chân lên cái trụ điện xây sát với tường rào của nhà nọ. Dưới chân hắn lại rì rào mấy con chuột. Bóng của chúng in hằn trên đường qua ánh sáng từ chiếc bóng đèn cao áp trên cột điện hắt xuống. 11 giờ đêm, sớm diền đều đã ngủ. Cái phố vắng heo hút ngoại ô này, màn đêm đã tính từ lúc 9 giờ rồi. Hắn bật một cái thật mạnh, một chân đạp lên bệ, đứng ngang hình một cái lỗ ở thân cột điện vuông xây theo kiểu xưa cũ. Chân kia vịn tựa vào bờ tường, miếng dán đế dài vẫn không bong. Rồi hắn bật ngay chân còn lại lên trên bờ tường rào. Một mảnh thép gai ngoắt vào cái găng tay đen của hắn, nhưng hắn nhanh chóng bước ra, rồi bật chân còn lại, giẫm cả lên chỗ thép gai, sau đó nhón một bước phi thẳng vào phía bên trong của hàng rào. Đó là vườn của căn nhà nọ. Kẻ trộm đã đột nhập thành công ngôi nhà. Nơi hắn đứng ban nãy, có hai con chuột cùng đang chạy quanh quẩn dưới chân cột điện. Một con to đùng, với hàng ria to dài. Con còn lại nhỏ hơn, cái mũi dài hơn, hai cái răng khểnh lộ rõ ra. Con chuột nhỏ nói: "Chú ơi, là ăn trộm, có nên báo công an không?" Con chuột lớn bỗng vươn lên, đứng bằng hai chi sau,
hai chi trước thoải ra. Nó dựa người mệt mỏi vào cây cột điện, rồi ung dung mò tay dưới đám lông rậm. Bây giờ lộ rõ ra một cái áo khoác da thú rất đẹp, rút ra một cái tẩu thuốc và một cây diêm. Nó nhồi thuốc, châm lửa rồi nhả khói, sau đó nói: "Đừng có ra vẻ đạo đức giả, chúng ta cũng là ăn trộm mà." "Nhưng chúng ta chỉ trộm đồ ăn, còn tên này nhất định là ăn trộm tiền." "Kệ xác mẹ nhà nó muốn ăn trộm cái gì, đó không phải là việc của ta. Mày có chắc là con mụ Dung đi ra từ ngôi nhà này hay không?" "Cháu chắc à. Bà mụ đồng bóng hôm nào cũng thế, buổi chiều bà ta tới đây bật điện, đến sáng thì tới tắt á." "Mụ ta với chủ nhà quan hệ như thế nào?" "Cháu không biết." Chuột nhỏ trả lời. Đoạn nó vĩnh cái mỏ lên, chờ được thưởng ké cho sái thuốc. Nhưng cái nó nhận được là một cú bạc tai trời giáng. Con chuột to quát lên: "Cái đồ ăn hại, thế mày điều tra là điều tra cái gì mà mặt mày có vẻ tự hào ghê vậy?" Con chuột con ôm mặt đau đớn: "Chú chỉ bảo tìm tung tích mụ Đồng, chứ cháu tìm cho rồi còn gì? Lại còn bắt cháu coi mụ đó cặp kè với ai nữa hả? Chú cần gì quan tâm nhiều vậy? Chú chỉ cần ở đây chờ, sáng mai khi nào bà ta tới bật điện thì gặp được thôi mà." Nó nói cũng có lý. Chuột to hạ giọng, đưa cái tẩu cho nó hút ké, rồi nói: "Thế chủ nhân ngôi nhà này là ai?" "Dạ là một tay huyện nhân trẻ." "Ê, huyện nhân hả?" "Dạ phải, vợ của hắn ta bị liệt, đang nằm trong nhà. Còn hắn đi đâu hai ngày nay rồi?" "Tức là bây giờ trong nhà đang có người vợ nằm một mình sao?" "Dạ." Chuột lớn đăm chiêu. Một cô gái trẻ bị liệt đang nằm trong nhà một mình, có một tên ăn trộm đang lẻn vào nhà, như vậy chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Tuy chỉ là chuột, nhưng hắn là một con chuột có tư cách nhất thế gian, buộc hắn phải cảm thấy lo lắng giùm cho nữ chủ nhân của căn nhà này. Hắn vuốt sợi ri mép, giật lại cái tẩu, kéo một hơi rồi nói: "Phải vào trong thôi, ta thật không đành lòng đó." "Chú thích thì tự đi mà vào, cháu làm xong việc rồi, chú trả tiền cháu đây." Con chuột to bèn rút ra vài đồng tiền xu âm dương đưa cho. Chuột con ngậm lấy vào miệng rồi chạy biến đi mất. Còn mình nó lúc bấy giờ dắt cái tẩu vào thắt lưng, ngậm chặt mõm, rồi niệm chú lầm rầm. Đoạn dùng khinh công đạp hai phát vào bờ tường, bật chạm qua cái cột điện thêm hai phát nữa, nhảy tót qua hàng rào kẽm gai, nhảy vào trong nhà theo cái lối mà tên ăn trộm vừa vào. Hắn bước vượt qua khu vườn đất trống để đi sâu vào bên trong căn nhà. Đó là một khu vườn rất rộng lớn nhưng có vẻ hoang tàn. Những cái cây to vẫn còn bám trụ được, chứ những cây con đều đã chết rũ từ lâu. Khu vườn tựa như một vùng hoang phế, trông thật là lệch lạc, khác xa với quy mô của căn nhà vườn này. Thật kỳ lạ, có lẽ chủ nhân của căn nhà này không chú trọng lắm tới việc vườn tược cho lắm. Nhưng cũng chẳng phải thế. Nếu thế thì ngay từ đầu người ta xây ra cái vườn rộng như vậy, rồi đem cây về đây trồng để làm gì? Nhưng đó không phải là điều mà hắn quan tâm. Hắn băng nhanh qua khu vườn khô cằn hoang phế, rồi tiến vào khoảng sân lát bằng đá. Mùi ẩm mốc rêu phong bốc lên, làm hắn cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Căn nhà này thậm chí còn có mùi mốc hôi hám hơn cả những căn nhà bình thường khác ở trong thôn xóm. Thật không xứng đáng với sự quý phái của tòa kiến trúc đồ sộ này tạo ra trong ấn tượng của những người chỉ dòm từ bên ngoài hàng rào. Khi đi qua khoảng sân rộng nối giữa vườn với cửa chính, rêu mốc phủ đầy trên những lát đá trắng, hắn đã có thể kết luận chính xác.
chủ nhân căn nhà trông gần giống với cái nhà hoang này, là một kẻ trẻ trung, bệ rạc, chẳng quan tâm gì tới môi trường sống ăn ở của mình. Hắn cảm thấy hơi đáng tiếc vì một công trình như thế này lại rơi vào một sở hữu của một kẻ chủ nhân như thế. Điều này làm cho lòng hắn cũng chùng đi một chút. Bởi lẽ nếu một căn nhà nguy nga sạch sẽ, có lẽ sẽ dễ có của nã hơn. Hắn băng vượt qua khoảng sân lát gạch đá trắng để bước vào bậc tam cấp dẫn lên cổng nhà. Hai bên nhà có hai con sư tử cũng bằng đá trắng, và tất nhiên cũng không ngoại lệ, đều phủ rêu xanh và thêm chút cáo bẩn đen đen quanh cổ móng của chúng. Chợt kẻ trộm có cảm giác hơi rờn rợn, như thể hai con sư tử bằng đá kia cùng đang nhìn vào hắn khi hắn bước qua hai bậc tam cấp vậy. Đó là cảm giác của một con người khi làm một công việc bất lương, luôn sợ hãi như thế. Hắn nhắm mắt, cúi đầu làm ngơ, bước nhanh tới nắm khóa. Đoạn sử dụng một dụng cụ gì đó, vừa như cây kim, vừa như cây khóa, hí húi đục vào nơi tay nắm cửa lỏng lẻo. Khóa cửa này đã lủng, chỉ với vài động tác vặn vẹo đơn giản, chẳng cần quá chuyên nghiệp so với trình độ của một kẻ làm nghề thợ khóa như hắn, cơ cấu chốt bên trong nắm cửa đã phải bật ra. Tay chủ nhà này, hắn còn không thèm thay một cái ổ khóa khác cho chắc chắn hơn, để bảo vệ cho căn nhà quá to và hoành tráng này. Hắn nhấc cửa, từ từ lẻn vào bên trong, rồi khẽ khép cánh cửa lại. Ngay khi đó, có một con chuột nhảy phóc lên trên bậc tam cấp. Hai con sư tử đá bấy giờ cùng ngọ nguậy, liền phát ra tiếng hỏi: "Mi là ai đó?" Chuột tinh nhất thời bất động. Quả nhiên trong nhà có huyền nhân, có âm binh canh giữ. Nó biết sư tử chỉ gác bên ngoài, không biết gì về mọi việc, bèn nói: "Chủ nhân đi vắng nhưng không yên tâm nhà cửa, sai tôi về coi thử." "Kẻ vừa vào nhà kia là ai vậy? Mì có biết không?" "Chắc chắn là tên ăn cắp. Nhân dịp chủ nhân đi vắng vào trong nhà, tôi về ngay đúng lúc thấy nó, để tôi vào xem như thế nào. Chủ nhân có dặn gì cả ông hay không?" "Chủ nhân nói nếu yêu quỷ thì ngăn vào, nếu là người thì bên trong đã có dính bùa. Hắn vào là bị yểm, không phải làm gì cả." "Ừ, bên trong nhà là bùa gì? Tôi vào liệu có được không?" Sư tử thật thà đáp: "Bên trong là bùa của miếng điện, không biết là bùa gì. Ông có vào thì nhớ cẩn thận chỗ cái bàn thờ, đừng đụng vào đồ đạc." Chuột gật đầu cảm tạ bọn sư tử, rồi cũng lẻn vào, lấy chân khều khều cái cánh cửa, sau đó đột nhập vào trong nhà ngay. Lại nói tên thợ khóa, hắn bước vào trong nhà thì thấy hết sức ngạc nhiên. Ngay sau cửa là căn phòng khách, nhưng đó là căn phòng trống trơn, không có bất cứ một thứ đồ đạc gì cho hợp với nội thất của căn nhà sang trọng. Tất cả các cửa ở phòng khách đều đóng kín bưng, tựa hồ không để gió mái, chim chóc xâm nhập vào. Trong phòng khách không có tivi, giường ngủ, nội thất, thậm chí toàn bộ bàn ghế để cho việc uống nước tiếp khách cũng không có. Cái gì mà lạ lùng như thế này? Một căn biệt phủ có vườn, có ba tầng cỡ này, mà phòng khách lại không có bất cứ thứ đồ gì là làm sao? Lẽ nào gia chủ đã chuyển nhà đi rồi hay sao? Một nỗi thất vọng chán chường dâng lên trong lòng tay đầu tặc. Hắn chợt hiểu vì sao chủ nhà không thèm đề phòng thay ổ khóa cũ. Nhưng đã mất công vào tận đây rồi, chẳng lẽ lại đi ra? Thôi thì cứ đi hết một phòng nhà đã. Hắn nhìn quanh,
trong mắt chợt đập vào hình một chiếc bàn thờ. Đó là tạo vật duy nhất ở phòng khách nhà này. Chiếc bàn thờ đó có hình dáng cổ quái, được đặt ở hướng Tây Nam, mé ngay dưới chân cầu thang, chỉ chách ra chưa tới 1 mét. Bàn thờ không có hình chữ nhật như bàn thờ thường, mà tròn như đĩa, làm bằng gỗ, gắn vào tường bởi một cái giá đỡ. Ở dưới đuôi giá treo lủng lẳng một túi vải nhỏ. Trên bàn thờ không phải thờ bài vị, không phải thờ thần Phật, mà thờ hình một người nhỏ nhắn. Tên trộm bỗng thấy hiếu kỳ, bèn bước lại, rồi lôi từ trong túi ra đèn pin mà sôi lên. Khi vừa sôi lên, kẻ giật mình lùi lại, loạng choạng suýt ngã vật cả ra đất. Bởi trên bàn thờ là một thứ hết sức dị thường, đặt sau bát nhang. Thứ bài biện trên đó coi giống như một hình người nhỏ nhắn, là một cái hình nhân bằng gỗ. Hai con mắt nó sáng trực lên, nhìn chòng chọc vào kẻ xâm nhập. Trên trán nó cũng hằng sáng một ký tự rất lạ, nhìn như một chữ của thứ ngôn ngữ lạ nào đó, không phải tiếng Việt, cũng chẳng ra tiếng Tàu. Con người gỗ đó khắc khuôn mặt cho tới tay chân đều hệt như người, kích thước như bằng nửa đứa con nít, đang ngồi yên bất động ở đó. Nó phối với hình dáng kỳ lạ của chiếc bàn thờ độc nhất trong căn phòng khách, giữa không gian nửa đêm thanh vắng kín bưng, làm lộ ra một vẻ ma mị kinh dị khác xa so với bình thường, khiến cho bất cứ kẻ nào trong đêm mà không ai đụng trúng chẳng tránh khỏi khiếp đảm thân tâm. Tên trộm bỗng chốc hoảng loạn tâm thần, cảm thấy trong não có một sự kích động vô cùng. Cả người rung lên, mồ hôi túa ra sau lớp găng tay đen. Đoạn lờ mờ nhận ra đây là điểm hết sức bất thường trong nhà, nhưng chẳng nghĩ ra được. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trong đầu mường tượng về người vợ đã vì hắn mà khổ nửa đời người, lại nghĩ tới đứa con thơ xinh đẹp tựa như thiên thần. Rồi nuốt nước bọt, run run đưa hai tay chắp trước bàn thờ, lẩm nhẩm nói: "Tôi không biết ông là thần thánh phương nào, chỉ xin phép ông cho đi qua nhà một vòng. Nếu là thần Phật linh thiêng, xin đừng quở trách gì tôi cả. Tôi cũng vì gia đình con cái, xin lượng thứ cho." Nói rồi hắn quyết tâm trong lòng, nhất quyết không nhìn vào chiếc bàn thờ ma mị kia nữa, mà nhón chân bước lên rất vội lên cầu thang, tiếp tục thị sát tầng 2 của căn nhà. Việc làm của tay đạo tặc, chuột tinh đều nhìn thấy hết. Nó lò dò tiến lại, hai con mắt sáng lên trong đêm, nhìn hướng lên bàn thờ nọ. Nó chẳng cần đèn pin cũng nhìn biết ra quỷ thần rõ mồn một đang ngồi án ngữ trên bàn thờ. Người gỗ nói: "Mày đâu phải chuột thường, đi đâu vào đến đây?" Chuột trung bắn người, nhưng kinh nghiệm dối trá đầy mình, bèn điềm nhiên trả lời: "Bẩm dòng thần, tôi thấy trong nhà có khí quyền nhân, khi đi qua thì lòng đã cảm thán rồi, cũng chẳng vốn muốn tò mò làm chi. Nhưng mà tình cờ ngay lúc định đi thì thấy có tay ăn trộm, tôi sợ huyền nhân trong nhà gặp nguy, bèn lén vào coi như thế nào, có gì xin quỷ thần dạy cho." Người gỗ tré lên một tràng cười, nghe cạch cạch tới ghê rợn, rồi nói: "Nhà này làm gì có tài vật, nên không sợ bọn trộm tặc, chúng đến rồi lại đi thôi, nên chẳng hề gì. Chỉ người có của mới lo mất của, người không có tài sản thì chẳng phải ưu tư." "Dạ chí phải, tiền sự cái bọn tham tiền, xin cho hỏi nhà này của ai, chủ nhân lai lịch như thế nào?" "Mày có lòng lo cho huyền nhân mà đi vào đây, như thế là rất quý. Tên trộm kia chẳng đáng lo đâu. Này, nếu muốn biết, để ta nói cho nghe về chủ nhà này."
có một người nghệ sĩ. Đó là một người nghệ sĩ. Cậu yêu những phím đàn và yêu những giai điệu. Cậu cất lên tiếng hát, gửi tới tất cả mọi người. Với trái tim lương thiện, cậu cứ thế lớn lên, bất chấp những nỗi đau khổ trong quá khứ. Bà Thịnh sinh ra cô Lan. Cô lớn lên thật là bình yên, thật là dễ thương. Nhưng khi cô 5 tuổi, vẫn chẳng thấy cô nói cười gì. Tới khi lên 7 tuổi, ông Thịnh mất, cô mới bắt đầu nói, hơi chậm hơn bạn bè một chút. Nhưng điều đó vẫn làm cho bà vui. Nhà thì nghèo, nên bà chẳng khám chữa gì cho cô cả. Xem như chuyện đã qua. Cứ vậy mà hai mẹ con cùng sống bên nhau. Cô Lan càng lớn thì càng xinh xắn, dễ thương, nổi bật giữa xóm làng. Nhưng khi cô tới tuổi 15, vào ngày hôm đó, cô đột nhiên đập phá đồ đạc, rồi đánh chửi bà Thịnh, sau đó bỏ đi. Bà Thịnh tìm cô về, đưa cô đi khám bệnh. Người ta nói cô bị tâm thần. Bà Thịnh như sụp đổ, bà buộc phải làm một cái củi sắt ngay trong buồng của cô, rồi giam cô vào đó. Hàng ngày bà hầu hạ cơm nước, chải tóc tắm rửa cho cô trong cái củi sắt đó. Cô mất đi nhận thức dần dần, không còn nhận ra cả mẹ mình nữa. Cô hay đánh chửi, đập phá. Ngày qua ngày, bà càng yếu đi. Có lần bà giữ cô để đút cho cô ăn, bị cô đánh. Bà không còn sức để mà khống chế cô nữa, phải chật vật mãi cô mới lại yên. Cứ thế vài năm nữa, rồi sẽ ra sao đây? Bà không biết được. Lưng bà còng dần theo năm tháng. Bà nghĩ cả việc đồng áng, chỉ ở nhà chăm cô, trông chừng cô trong củi, nuôi mấy con vịt con gà, trồng vài luống rau, rồi sống nhờ tiền trợ cấp của địa phương, nhờ tiền ủng hộ của bà con chòm xóm. Bà phải cố từng ngày, miễn sao bà còn sống, bà chẳng thể bỏ cô. Dù cho giờ đây cô chỉ như người bỏ, bà chỉ lo sợ rằng ít năm nữa thôi, khi bà về với đất, ai sẽ lo được cho cô đây? Một ngày nọ khi cô 21 tuổi, lần đó bà buộc xích vào tai cô, rồi dẫn cô đi ra ngoài giếng tắm. Khi đang tắm cho cô lên cơn tâm thần, bèn xô đổ cả bà. Cứ thế mà trần truồng, với sợi xích nặng lê thê bỏ chạy ra ngoài, bà không sao đuổi kịp được. Một người điên thật là khỏe hơn người thường rất nhiều. Vì sao như thế? Vì họ có trí đâu. Họ không có trí lực để điều khiển các bắp thịt, nên làm sức lực cơ thịt của họ phát huy tối đa, làm họ luôn khỏe hơn người thường là như vậy. Đến tối hôm đó, sau một ngày dài cả xóm tìm kiếm, người ta tìm thấy cô nằm ngất ở một bụi tre làng bên. Sợi xích vẫn còn trồng ở chân, máu ướt cả đùi. Một tên đốn mạc nào đó gặp được cô gái xinh đẹp trần truồng đi lang thang, đã cưỡng hiếp cô tại đó. Về sau người ta cũng không tìm ra được. Một năm sau, Duy ra đời trong căn nhà tranh nghèo, bên người bà bệnh tật già nua, bên người mẹ tâm thần quẫn trí. Bà lại già đi, cậu thì lớn lên, còn mẹ thì không bao giờ lớn. Hình ảnh mẹ trong chiếc củi sắt, gào thét những tiếng không phải của con người, gằn gọc, thù hận, trú rít mang dại, từng đêm đã in hằn lên tâm trí của cậu. Từng đêm, từng ngày, từng tháng, trong suốt cả những ngày ấu thơ. Hình ảnh bà đút cho mẹ ăn, cậu giữ chặt hai tay hai chân mẹ trong củi sắt, đã ghim đậm vào trong trí óc cậu. Từng năm, từng tháng, từng ngày. Nhưng cậu không buồn, không giận. Khi lên 5 tuổi, mỗi khi nghe một bài hát được phát qua loa phóng thanh của xóm, cậu nhớ hết giai điệu, lại nhớ hết cả lời, cứ thế ê a hát lại cả ngày. Cậu không được đi học,
Ba cậu, mẹ cậu không biết chữ. Cậu tự học lấy bàn thang trên nền gạch nhà, do bọn con nít tiểu học cùng xóm nó dạy lại. Các thầy cô trong trường làng thương, bảo cậu đi học. Cậu bảo ở nhà chăm mẹ. Người ta mỗi lần tan lớp lại đến dạy riêng cho cậu, tặng cho cậu những tập giấy thang, những cây bút chì. Cậu nhận lấy, tràn nước mắt, cố học mà cho biết con chữ. Khi đã biết chữ, cậu làm kèn, làm sáo, làm đàn, rồi bắt đầu viết lên những giai điệu. Cậu là một người nghệ sĩ, cậu yêu những giai điệu và yêu những phím đàn. Cậu đàn hát cho mọi người nghe, nhưng cậu làm gì có tiền mà mua đàn? Có chứ. Cậu tạo ra bất kỳ cái gì biết phát ra tiếng, từ cái cốc cái ly, từ thân tre, ống sáo, từ các viên đá nhiều hình, rồi cậu đàn lên những bản nhạc. Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh. Em làm mùa xuân chín, trong nụ cười tươi sáng. Em rạo rực nghìn năm, trong mùa hạ tình yêu. Em nhìn tựa mưa thu, trao tình cùng cây lá. Đông dành tặng riêng em những khát khao miên trường. Tôi yêu người em gái, tôi thèm làm người điên. Và xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm mây bay, hóa kiếp thành con gió. Cô yêu vạn người dân, yêu thêm ngàn người điên. Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ơ hờ. Tôi yêu người em gái, tôi thèm làm người điên. Ai nghe cũng khóc. Bà cậu khóc, các thầy cô giáo khóc, hàng xóm khóc, tới những đứa con nít chưa biết gì trong xóm nghe cậu hát cũng khóc. Chỉ riêng mẹ cậu cười. Mỗi khi nghe cậu hát lại cười thật hiền dịu. Do đó cậu viết thật nhiều, hát thật nhiều. Đó là một ngày mưa, cậu dắt con bò duy nhất của nhà đi ra đồng gặm cỏ. Vì bà cậu đã chẳng còn đủ sức mà ngồi cả buổi chăn bò được nữa. Tối muộn cậu về, trên tay là cây sáo diều, miệng vẫn cứ ngân nga câu hát. Trời hoàng hôn đẹp lắm, tôi khổ nhưng tôi vui. Làm bạn với đất trời, không oán người vô tội. Tôi xin mồ côi bố, tôi hát khúc đồng dao. Yêu mẹ biết nhường nào, và yêu thêm bà ngoại. Tôi ung dung tự tại, tôi chẳng có học hành. Tôi chẳng cầu công danh, chỉ mong vui như thế. Những câu hát đó, một đứa trẻ 9 tuổi như thế nào thì viết ra được như thế? Đã phải trải qua như thế nào, có tấm lòng rộng mở như thế nào lại mới viết ra được như thế? Cậu bước vào nhà, cho bò vào chuồng. Trời đã sẩm tối. Cậu nhìn lên gian nhà trên, không thấy ánh đèn bà thắp. Bà đi đâu rồi? Cậu bước vào buồng mẹ, tối thui như hũ. Cậu nghe tiếng mẹ cười. Cậu thắp cây đèn lên, cây sáo diều rơi vỡ tan. Bà cậu nằm đó, con dao gọt hoa quả ngập vào cổ họng. Máu chảy lên láng khắp ở cửa củi, đã khô bết thành các vệt đen. Mồm bà há hốc ra, mắt thì trợn trừng, toàn thân bất động. Cái thìa xúc cơm đang bị mẹ cậu nhồi dúi vào mồm bà, rồi cua khoắn liên tục bên trong. Cơm rơi vương vãi nơi mẹ cậu ngồi. Mẹ cậu ngồi đó, cửa củi, bên cạnh cái xác há hốc của bà, vừa khóc vừa cười, vừa thọc thìa xuống đất, xúc từng thìa cơm trộn với đất cát, vừa cố dúi vào mồm bà, chọc ngoáy như muốn đút cho bà ăn.
Cây sáo đã vỡ tan. Cậu chạy lại đạp mẹ ra, rút con dao khỏi cổ bà. Một niệm nổi lên, cậu giơ con dao quay về phía mẹ. Mẹ lại cười, giơ thìa cơm lên quơ quơ trước mặt cậu, như thể muốn đút cho cậu ăn. Mẹ đã bao giờ có thể nào đút cho cậu ăn đâu. Mẹ chỉ muốn đút cho bà ăn thôi mà. Ngày nào bà cũng đút cho mẹ ăn, mẹ cũng chỉ muốn đền đáp lại bà thôi mà. Cậu đóng cửa củi, khóa lại, buông con dao xuống. Sau cái chết của bà, mẹ vô tội do không đủ sức khỏe hành vi. Mẹ bị đưa vào trại tâm thần ở khu giam giữ đặc biệt. Còn cậu thì bị đưa tới trại trẻ mồ côi của thầy Huyền Sơn. Nơi đó cậu gặp thằng Tú, thằng Hà, con Diễm. Đó là nơi bắt đầu cho một kiếp gian truân, một kiếp huyền nhân chết đi sống lại. Con người gỗ kêu lên những tiếng ai oán đau thương. Nó thốt lên: đời cậu Duy thật khổ, thế mà bây giờ lại có kẻ đi vào nhà cậu Duy ăn trộm tiền của một người đáng thương như thế. Con chuột sa nước mắt đau thương, nhịn không được phải lôi tẩu ra châm một hơi. Người gỗ nhìn chuột: tệ thật đó, lại còn ăn trộm tiền của cậu Duy. Chạm những ngón tay dơ bẩn của hắn lên các phím đàn của cậu. Chuột à, ôi thật ghê tởm, nên làm gì với nó bây giờ? Chuột nói: phải giết hắn thôi, phải giết kẻ ăn trộm. Rồi nó dắt tẩu vào thắt lưng, nhón một chân nhảy lên bậc cầu thang theo dấu kẻ đạo tặc. Người gỗ nói: cậu Duy không cho giết người, nhưng thôi được, nếu mày giết thì được. Đoạn nó lao bục ra khỏi bàn thờ, bám theo con chuột cùng đi lên trên tầng. Vẫn còn căn phòng bếp ở phía sau gần cuối tầng trệt. Phòng bếp là nơi thường ít có đồ giá trị, hắn sẽ đi tới sau khi trở xuống, nên tiếp cận vào phòng ngủ của gia chủ trước tiên. Hắn đi lên từ tốn, kiểm tra chặt chẽ ở tầng 2. Tầng này có 3 phòng, 2 phòng để trống, phòng còn lại để một số đồ vật linh tinh vụn vặt. Chăn tra gối niệm đã cũ, vài bộ cốc chén không có giá trị gì nhiều, một cái tủ gỗ cũ. Phòng này được dùng làm kho. Thất vọng, chán chường trùm lấy hắn. Một ngôi nhà to nhưng không có đồ dùng gì, thậm chí còn không có đồ dùng bằng một ngôi nhà nông dân bình thường ở trong xóm, cứ như thể là nhà hoang. Hắn lục lội qua loa trong căn phòng kho, cũng không thu được gì giá trị. Phòng của gia chủ ở trên tầng 3, tầng cuối cùng của căn nhà, niềm hy vọng cuối cùng của hắn. Trên tầng 3 có 3 phòng. Ở phòng đầu tiên, mở cửa ra, hắn nhìn thấy bàn thờ. Lại là bàn thờ, mà có tới 2 cái bàn thờ. Một căn nhà có quá nhiều bàn thờ hơn so với một căn nhà bình thường. Hắn đóng cửa lại ngay, không buồn bước vào căn phòng thờ đó, rồi đi sang phòng thứ 2. Hắn mở ra, trong phòng này có vô số đồ đạc, có nhiều khung tranh ảnh được treo trên tường. Hắn bước lại, soi đèn pin xem có phải tranh ảnh gì có giá trị hay không. Trong ảnh là một người đàn ông với khuôn mặt hiền hòa, nhưng cũng có nét nghiêm nghị. Ông ta mặc một chiếc áo dài, đội mũ xếp khăn the. Chụp cùng ông là vài đứa trẻ. Rồi một bức ảnh bên cạnh, đó là ảnh của 2 người thanh niên tuổi còn trẻ, đều trông đẹp trai sáng láng, chụp chung với nhau. Một người có mái tóc dài xoăn nhẹ, mặc chiếc áo sơ mi trắng,
trông toát ra vẻ phong trần. Người còn lại mặc quân phục quân đội, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh nhìn quắc thước. Rồi vài bức ảnh khác nữa. Có bức ảnh lại có người con trai có mái tóc xoăn chụp cùng với một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đó đều là những bức ảnh kỷ niệm, không có chút giá trị nghệ thuật nào. Hắn lại soi đèn vào các góc khác của căn phòng. Ở góc nhà, trên tường, treo một cây guitar màu bạc. Góc bên kia lại có một cây trống và một cây organ điện. Bài ở dưới đất lại có một cây đàn bầu, được đặt hết sức trang trọng trên một chiếc kệ gỗ. Và một cây đàn gì đó na ná guitar, nhưng chỉ có 2 giây mà hắn chưa biết tên. Những trang giấy phủ trên cây organ rơi rớt bừa bãi dưới nền nhà. Hắn bước lại xem xét. Trên những trang giấy đó, trang nào cũng chi chít các ký hiệu nhạc lý, những nốt nhạc được tô vẽ bằng bút chì. Chủ nhà này là một người nhạc sĩ chăng? Một tay nhạc sĩ thì làm gì mà có tiền bây giờ? Hắn thất vọng bước ra, chẳng thèm lục lọi nữa, vì căn phòng này cũng chẳng có gì mà lục lọi. Mấy cây đàn này có bán đi cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Bước ra tới cửa, có con gì đó chạy vụt vào, vượt qua cả chân hắn nữa, làm hắn giật nảy cả mình, vội soi đèn theo bóng cái thứ gì đó, rồi lại khẽ hoàng hồn. Đó là một con chuột. Hắn toan quay người đi ra, nhưng chợt sững lại. Ủa? Hình như có bóng một con chuột khổng lồ in hằn trên tường của căn phòng khi hắn soi đèn pin. Hắn biết là có bóng con chuột, nhưng không thể nào to như thế được. Dù biết chẳng để làm gì, nhưng hắn vẫn từ từ, thật chậm, quay người trở lại, rọi đèn pin vào tường một lần nữa. Quả nhiên chỉ là bức tường trắng mà thôi. Ba ơi, về nhà đi. Có một tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, làm hắn đứng sững. Đó là tiếng con Beo, đứa con gái bé nhỏ của hắn ở nhà. Tiếng nói vô thức tự vang lên trong đầu hắn, như thúc giục, như lo lắng. Hắn tự nhủ thầm: chờ ba một chút, sắp xong rồi, ba về với con ngay đây. Đoạn hắn ra khỏi phòng, bước nhanh sang căn phòng thứ ba. Hắn không khép cửa lại. Lại có một con chuột lại thật nhanh phi theo khe cửa ra ngoài. Hắn từ từ bước lại căn phòng cuối cùng, rồi chậm chậm vặn nắm cửa mở ra. Ngay khi cửa vừa mở, một mùi hương thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng lan tràn vào mũi hắn. Hắn lia đèn pin vào trong phòng, rồi chợt giật mình kinh sợ. Có một chiếc giường nằm ở bên kia phòng, nơi gần với cửa sổ to. Bên cạnh chiếc giường có một cái ghế duỗi cho người nằm. Trên chiếc giường đó là một người đang nằm rõ rệt. Hắn trấn tĩnh lại rất nhanh. Đó chỉ là một người đang nằm ngủ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy rợn rợn, như thể đó là một người chết rồi. Hắn nên làm gì? Những tên trộm thì sẽ nên làm gì? Nên áp sát lại đó ngay, dí con dao vào cổ họng người đang nằm và nói: nằm im, không thì mất mạng. Đúng là như thế. Hắn lóng ngóng trong túi áo, lôi ra con dao bấm. Nhưng chưa kịp làm gì thì trên giường bỗng cất lên một giọng nữ yếu ớt: ai đó? Hắn sợ hãi. Người đó đã tỉnh dậy rồi. Hắn lúng túng bật con dao lên, rồi rọi thẳng đèn pin vào giường, hòng cho người ấy lóa mắt. Rồi bước thật nhanh tới giường mà gầm gừ: đừng có hét, tôi có dao đó. Người nữ đó không nói tiếng nào cả. Hắn lại rọi đèn pin tới. Cô ta nằm yên trên giường, dù hắn chưa bước tới,
chứ không có bật dậy la hét sùm. Điều đó làm cho hắn đỡ sợ hơn. Cô ta nghe lời. Hắn bước chậm lại, chiếu đèn pin vào mặt cô gái, tay kia quơ lên con dao. Một cô gái đẹp, thực sự đẹp. Từ khuôn mặt cô ta không hề trang điểm, vẫn toát lên một vẻ quyền quý, sang trọng, không thể tả được. Cô ta không hề nheo mắt, chỉ khẽ nói lại với giọng yếu ớt: ông có thể chiếu đi chỗ khác không? Tôi chói mắt. Hắn chẳng hiểu sao, làm theo lời cô ta nói. Lìa ánh đèn pin về phía đuôi giường và quên bẵng đi việc phải dí dao vào cổ cô ta. Tôi bị liệt. Tôi không dậy được. Không nói to được. Xin ông đừng sợ. Bị liệt. Cô ta bị liệt. Vậy cho nên cô ta sẽ không thể bật dậy được. Cô ta cũng không thể nói to, không thể la hét. Giọng cô ta yếu lắm. Sợ sao? Hắn đã sợ thật. Nhưng sao lại thế? Người sợ phải là cô ta mới đúng chứ. Nhưng chợt hắn lại thấy thương hại nhiều hơn. Người chủ nhà có lẽ là chồng cô ta, đã đi đâu đó mấy ngày rồi. Những ngày qua cô ta đã phải nằm ở đây một mình sao? Người đàn ông bất giác soi đèn lại. Ở đầu giường cô ta có một cây móc giường dài như cây móc ở trong bệnh viện. Trên đó vẫn còn bịch nước truyền, nối với người cô ta bằng một ống dây. Có một vài máy móc ở đầu giường bên kia, nhưng không hoạt động. Đó là các thiết bị y tế để kiểm tra tình trạng của cô ta. Cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ, trên đó có một bình hoa. Mùi thơm nhẹ thoang thoảng ấy là từ những bông hoa cúc dại ở trong bình. Hoa cúc dại. Hoa cúc dại không thơm đến thế. Mùi hương ấy là từ cô gái tỏa ra. Cô gái hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi với hắn. Cô ngập ngừng rồi hỏi: vậy anh là ai? Hắn chợt lúng túng. Thoát khỏi những điều kỳ lạ đang trải nghiệm, hắn trở về với thực tại, rằng hắn là một tên trộm đi vào căn nhà này để vơ vét. Chính có lẽ vì điều đó đã làm cho hắn lúng túng. Hắn không biết nói sao với cô gái tội nghiệp trên giường bệnh này nữa. Thừa nhận mình là một tên trộm sao? Trước một người phụ nữ tật nguyền sao? Không thể nào. Hắn chỉ là một tay thợ khóa, trót đam mê đá gà, rơi vào túng thiếu phải đi ăn trộm. Ngoài ra, hắn là một người nông dân, làm nghề làm khóa. Hắn là cha của một đứa con gái, chứ hắn có phải là tên máu lạnh tấn công cả người tật nguyền đâu. Đây là cô gái trẻ, vợ của chủ nhà. Người ta không thấy cô gái ra khỏi nhà đã 2 năm nay. Lòng hắn chợt xót xa, nghĩ tới việc cô ta vì gặp một biến cố gì đó đã phải nằm cô đơn trên chiếc giường này suốt 2 năm trời. Hắn buồn bã ngồi xuống cái ghế tựa có sẵn ở bên giường cô. Chồng cô đã đi 2 ngày nay rồi. Anh ta bỏ cô rồi sao? Không đâu. Anh ấy đi tìm thuốc cho tôi đó. Tôi sắp chết rồi. Lòng hắn chợt nghe nhói đau. Cái gì đây? Hắn đang xót xa cho một người xa lạ. Một người mà chỉ ít phút trước hắn còn định ăn trộm của cải của người đó. Ai lo cho cô ăn uống sinh hoạt? Chồng tôi có nhờ một bà bạn tới. Hắn nhớ ra bà già cứ mỗi buổi tối đi vào nhà này. Ngoài bật tắt điện đóm, bà ta lo dọn vệ sinh, lau người, thay tã, bón cơm, kiểm tra máy móc
nước truyền cho cô gái. Nhưng còn cả ngày, khi bà ta không có ở đây thì sao? Cô ấy phải nằm cô đơn trên chiếc giường này. Cảm giác đó thật đáng sợ. Hắn chợt cảm thấy cảm giác thua bạc, nợ tiền của hắn có lẽ cũng không đáng sợ bằng. Ít ra hắn vẫn còn khỏe mạnh. Hắn nhìn cô gái, suy nghĩ miên man về cô mà chẳng để ý được xung quanh. Thế nên hắn không biết, trên bờ tường ngay sau lưng hắn hằng lên bóng một con chuột to và một con người gỗ. Con chuột rút chiếc tẩu ra, khẽ tách nhẹ thân tẩu để lòi ra một thanh kiếm sắc bén, có tay cầm chính là cán tẩu. Còn con người gỗ từ từ tiến lại chiếc ghế tựa. Chuột bảo: "Kẻ hèn mọn này xin y lệnh của mộc nhân. Hãy khoan, dù là người xấu nhưng trong tâm có lòng trắc ẩn. Có thể người ta không biết, nhưng có khi lòng trắc ẩn đó lại cứu được mạng người ta thì sao?" Ở bên này, cô gái nhẹ nhàng nói: "Nè ông, tôi biết ông vào nhà tôi làm gì rồi. Bây giờ là nửa đêm, ông không phải là bạn của anh Duy." Một khoảng im lặng nữa kéo dài giữa tay đạo tặc và cô gái trẻ tật nguyền. Cô gái lại ngập ngừng rồi cất lời: "Xin đừng xâm hại tới tôi." Căn phòng lại im lặng. Mộc nhân và chuột cũng im lặng. Tên trộm cũng im lặng. Hắn tự ái, nghiêm túc thì là như thế. Hắn không phải là kẻ có thể hiếp dâm một người không có sức chống đỡ. Không đời nào hắn làm thế. Hắn chỉ ăn trộm vặt thì được. Hắn không có lá gan hại người và cũng không muốn hại người. "Nhà cô có giấu vàng bạc ở đâu hay không? Đâu là tủ riêng của nhà cô? Nếu có của, tôi chỉ mượn một ít đủ dùng. Còn không có thì thôi." "Ông muốn lấy đi thứ gì thì lấy. Nhưng ông cũng thấy đó, nhà tôi thực sự rất nghèo. Tủ của chồng tôi ở bên kia, nhưng từ hồi tôi bị bệnh, anh ấy đã nghỉ việc ở nhà chăm tôi. Người thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền hả ông?" "Thế 2 năm qua anh chị sống bằng gì? Rồi tiền đâu mà chữa trị cho chị?" "Tiền tiết kiệm của anh ấy đã dùng hết rồi. Chúng tôi đã bán hết đồ đạc. Ông thấy đó, không còn gì cả. Chồng tôi cũng đã tính bán cả căn nhà này đi rồi." Tên trộm thở hắt ra một tiếng, một tiếng ai oán não nề. Hắn nguyền rủa thành tiếng: "Con mẹ nó, đã nghèo như vậy tại sao lại ở căn nhà to như thế này chứ?" "Thưa ông, đây là căn nhà bố mẹ tôi để lại." "Bố mẹ cô có vẻ có tiền hả?" Hắn hỏi, trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng. Nhưng rất nhanh đã tự tiêu tan. Bởi lẽ rằng nếu bố mẹ cô ta có tiền thì đâu để vợ chồng cô ta tới cảnh này. "Bố mẹ tôi từng có tiền, nhưng thưa ông, bố mẹ tôi bị tai nạn chết cả rồi. Tài sản cũng không còn gì cả." Tên trộm sững sờ, ngồi ngã bịch một tiếng xuống chiếc ghế tựa, ngao ngán buồn rầu. Họ còn nghèo hơn cả hắn. Hắn nghèo đó, nợ đó, nhưng vẫn còn sức lao động. Bất quá vợ hắn bỏ về quê, hắn bị bọn chủ nợ đánh đập cho một trận là xong. Vẫn phải để hắn sống để mà còn làm trả nợ. Nhưng đôi vợ chồng này
tay nhạc sĩ ở thời buổi này thì đào đâu ra tiền? Còn cô vợ tật nguyền cần phải cưu mang cứu chữa nữa. Nhà này thậm chí còn không có được cái xe đạp để mà chạy. Tất cả những gì hắn trông thấy chỉ là một căn nhà rỗng. Căn nhà vườn ba tầng này có lẽ từng có rất nhiều giá trị, nhưng bây giờ chắc cũng đã giảm đi nhiều, bởi kiến trúc đã đổ nát, lại chỉ là một căn nhà ngoại ô. Nếu bán đi rồi, cầm một cọc tiền, miệng ăn núi lở, lại phải lo chạy chữa thuốc thang cho cô ta, rồi thì họ ở đâu? Họ cũng phải lấy tiền mua một cái nhà tệ tệ nhỏ hơn để mà chui ra chui vào chứ. Mộc Nhân nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện mới quay sang Chuột mà nói: nhiều kẻ, nhìn bề ngoài thì bề thế, mà bên trong thì nghèo rớt mồng tơi. Lại nhiều kẻ nhìn bề ngoài giản dị đơn sơ, nhưng lại có lắm tiền bạc. Nhiều kẻ thoạt tiên mới trông có vẻ hèn hạ, hành động cũng hèn hạ, không đứng đắn, nhưng khi gặp cảnh thì bộc lộ được lòng trắc ẩn, quật lộ được bản sắc anh hùng. Ngược lại nhiều kẻ bình thường nói thì như hùm như beo, khi gặp công chuyện lại trung như cầy sấy. Nhiều kẻ ăn nói thì lỗ mãng, tỏ ra ti tiện, hành vi không được chính trực, hay đòi tiền. Nhưng khi rơi vào tình huống thì lại thấy toát lên được bản tâm chân thật, sẵn sàng từ bỏ vật chất. Ngược lại nhiều kẻ ăn nói đạo mạo, hay nói ra nhiều đạo lý, nói những lời đạo đức, nhưng vào chỗ không có ai thì lộ ngay ra thói dung tục tầm thường, lộ ra vẻ ti tiện cợt nhã giả dối, có khi có cả thói tham lam. Do đó Phật giáo có Tế Công Hòa Thượng, đạo giáo có Dung Phu Đạo Sĩ, Màn giáo có Quy Hoài Tiên Sinh, đều là những kẻ sống ăn bẩn ăn tưởi, hành vi không đứng đắn, dung tục tầm thường, nhưng cuối cùng lại hóa ra là kẻ đạo cao, có tâm bao được trời đất. Bởi thế cổ nhân xưa dạy: chớ trong mặt mà bắt hình dung, cho dạy xem lời nói ra có cốt cách hay không. Tuy thế, nhưng nghe lời nói ra vẫn không thật. Bởi đời cũng có lắm kẻ hoạt ngôn lắm, nên người xưa bèn dạy rằng: trăm cái nghe chẳng bằng một cái thấy. Lại dạy chớ tin lời nói, nên nhìn hành động, tuy thế chưa thật đúng, bởi hành động vẫn chẳng thể hiện được hết con người. Có những vợ chồng ở với nhau cả đời, ăn chung ngủ chung, chẳng hiểu hết nhau. Có những cha mẹ dạy dỗ con 20 năm trường, chẳng biết tính nết con. Họ cũng thấy nhiều hành động, vì sao lại vẫn sai? Vì rằng con còn nhỏ, chưa gặp biến cố. Vì rằng vợ chồng ở với nhau cả đời, không có biến cố. Do đó mà nói chưa biết hết nhau là gì vậy? Chuột Tinh gật gù: à, quả là như vậy. Theo ngài thì nên nhìn vào đâu? Ta quê ở Sokutai, gần gũi các vị thần linh, thường được dạy rằng con mắt biết nhìn xét con người sẽ nhìn xét con người vào khi không có ai khác. Kẻ nào lúc không có ai trông thấy vẫn không làm việc bất nhân bất nghĩa, do bởi kẻ đó biết kính sợ quỷ thần, biết ngoài mình ra vẫn có trời đất thần linh cùng trông vào việc đang làm, từ đó mà sinh ra sợ hãi. Kẻ biết tự sợ mới là kẻ tu dưỡng được đạo đức. Ngoài ra nên trông một người vào khi có biến cố, bởi rằng thời thế tạo anh hùng, khi bị dí dao vào cổ mới bộc lộ ra bản lĩnh lớn lao,
khi đi vào lửa cháy mới biết được thép tốt, nên luôn là như thế. Sukhothai là một vùng đất chuyên về huyền thuật ở nước Thái cổ. Tại đây sinh ra các người gỗ được gọi là mộc nhân và các búp bê quỷ gọi là Kuman. Nền văn minh huyền thuật của nhiều khu vực Đông Dương cũng được sản sinh tại đây. Chuột gật gù tâm đắc. Điều ngài nói quả nhiên sâu sắc, khiến cho tôi phải suy nghĩ nhiều. Mộc nhân bảo, loài chuột thường hôi hám ti tiện, nhưng ta không vì thế mà khinh mày, là ở lẽ đó. Ta cũng không nên khinh tên trộm này, nên để cho hắn con đường sống chăng? Được, y lệnh ngài. Vậy để coi hắn làm sao. Đoạn bấy giờ nó lầm rầm niệm chú, từ trán con mộc nhân sáng hẳn lên một chữ Thái cổ, đó là chữ Mê Tâm. Tên trộm thở dài ngao ngán, bước lại chỗ cửa tủ. Có lẽ cũng chẳng có gì, dù có cũng chẳng có được mấy hào bạc đâu. Nhà người ta như thế, nỡ lấy sao? Nhưng không lý nào lại trở về tay không sao? Còn gia đình thì biết làm như thế nào? Nghĩ một lát, rồi như có gì thôi thúc, cuối cùng hắn mở tủ ra. Bây giờ cánh tủ được mở ra thì hắn thất kinh rụng rời. Thấy trong tủ có một cái bài vị, đặt trước một cái bát hương, nhưng không cắm hương. Trên bài vị treo một lá bùa. Tên trộm hồn vía lên mây, toan đóng cửa lại, nhưng tình cờ lại thấy một hộp nhỏ. Hắn tò mò nén sợ, cầm lên mở hộp ra, thấy có một cuộn tiền được cuộn dây nịch ở trong hộp. Cuộn tiền cũng chẳng nhiều, chỉ toàn là tiền 10.000, 20.000. Có tờ to nhất là 50.000. Các cuộn chắc cũng tới triệu bạc. Bên dưới lại có một mảnh giấy. Tên trộm cầm lên xem, thì trên giấy ghi rằng: Này ông, tôi là chủ nhà này. Không biết ông là ai, nhưng ông mở được cánh tủ này ra thì tức đã thấy vợ tôi và không hại vợ tôi. Bởi vì sao lại thế? Nếu hại vợ tôi thì ông đã chết trước khi chạm vào cửa tủ này rồi. Bởi rằng, này ông, ngay khi ông bước chân vào cửa nhà này, ông đã bị yểm bùa. Bùa đó sẽ cùng lấy mạng hai ta ngay khi vợ tôi chết. Đó gọi là bùa tử. Này ông, nếu ông vẫn còn sống thì hãy nhớ lời tôi đây. Hãy quay lại chậm thôi, rồi thật chậm thôi, đi lại chiếc ghế. Sau đó hãy ngồi đó bên vợ tôi, trên chiếc ghế của tôi cho tới sáng. Chỉ cần mặt trời ló dạng mà ông chưa ra khỏi phòng này, bùa sẽ tự tan. Còn nếu bây giờ bước ra khỏi phòng, ông lập tức lên cơn động kinh mà chết. Ông có hiểu không? Cuộn tiền này là tất cả gia sản của tôi. Dù ông có là ai, có thiếu thốn như thế nào, tôi không cần biết. Nhưng số tiền này tôi cho ông, bởi ông có duyên đi vào nhà này. Ông hãy cầm lấy nó và thôi đừng lục lọi trong nhà này nữa, bởi rằng trong nhà này chẳng có gì đáng giá cả. Trong căn phòng này có một cây đàn piano là thứ giá trị duy nhất, nhưng ông chẳng thể mang đi. Xin ông chớ mang nó đi khi trời sáng, bởi rằng nếu không có cây đàn đó, vợ tôi sẽ buồn lắm. Tôi xin cảm ơn ông. Còn bây giờ ông hãy quay lại, rồi đi tới cạnh vợ tôi và ở bên cô ấy tới sáng. Quay lại đi, chậm thôi, chậm thôi. Hắn thất kinh, toàn thân nổi lên một cổ tê tái rụng rời. Tất cả các lỗ chân lông đều dựng ngược lên. Hắn từ từ quay đầu lại thật chậm,
hắn nhìn thấy ở dưới đất đối diện với hắn, ngay sau lưng hắn từ nãy tới giờ, là con người gỗ đang mỉm cười. Con người gỗ trên chiếc bàn thờ ở tầng 1, bằng một thế lực ma quỷ nào đó, hiện tại đang ở ngay sau lưng hắn. Hắn như chết thêm một lần nữa vì sợ hãi. Bên cạnh con người gỗ có một con chuột to hơn bắp chân người, hai mắt sáng quắc, đứng bằng hai chân, đang nhìn hắn lơm lơm. Đừng manh động, không tao chém đó. Cũng đừng nói gì cả. Mỗi lời mày nói ra sẽ là bằng chứng cho thói ăn cắp giặc của mày. Chuột nhảy vù một phát lên vai hắn, thở ra một cổ hơi lạnh lùng hôi hám vào tai hắn. Bước lại ghế, lập tức. Đi chậm thôi, chớ để cô gái đáng thương kia kinh sợ. Hắn trong phút chốc nghe được con chuột và một nhân nói, liền rơi vào một thế giới ma mị hoàn toàn. Đó là thế giới mê tâm. Hắn mở ô cửa sổ, gió mát, trăng thanh. Một tia ánh sáng nhẹ nhàng êm dịu, gió khẽ lùa vào phòng. Thật mát mẻ, dù trời đã vào giữa thu rồi. Sau đó hắn ngồi lại bên ghế tựa, nhận ra khi ngồi ở đó, hắn có thể ngắm nhìn khuôn mặt người con gái được rõ nhất. Ông không thể ra khỏi đây được, đúng không? Phải. Tôi xin để lại tiền cho ngồi đây với chị tới sáng. Dưới gà đuôi giường của tôi có một cái cần gạt, phiền ông gạt lên. Hắn làm theo. Phần đầu của chiếc giường từ từ nâng lên, khiến cho người phụ nữ ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Đầu cô hơi nghiêng nghiêng. Bây giờ đã có thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn hỏi, cô sẽ không báo công an chứ? Không, ông có lấy gì đâu. Ông cứ ngồi đây với tôi là được. Cũng lâu rồi tôi không gặp ai khác ngoài chồng tôi và bà Dung. Nếu ông muốn nghe, tôi sẽ kể chuyện về nhà tôi cho ông nghe. Có được không? Con mê tâm mộc nhân nhảy phóc lên giường, ngồi vào lòng cô gái mà nói. Kể chuyện đi, tôi thích nghe kể chuyện. Con chuột cũng nhảy lên đuôi giường, nó tra cây kiếm vào tẩu thuốc. À, cho tôi nghe chứ. Cô muốn nói chuyện. Cô gái bị liệt, buồn bã trên giường cả ngày. Bên ô cửa sổ vắng, rất muốn nói chuyện. Hắn gật đầu. Đêm nay hắn đã chứng kiến đủ chuyện lạ lùng rồi. Ngôi nhà lạ lùng, với con người gỗ quái dị, con chuột lạ lùng. Những dòng chữ lạ lùng bên cạnh cuộn tiền để sẵn cho một tay ăn trộm. Cô gái bé nhỏ đáng thương nằm trên chiếc giường cô độc trong đêm. Những chiếc bàn thờ và ma lực ám ảnh đáng sợ gây ra từ từng câu từ người chủ nhà để lại. Thêm một vài chuyện lạ lùng nữa, có lẽ cũng chẳng hề chi cả. Nếu được là thính giả duy nhất lắng nghe câu chuyện của người con gái cô độc này, hắn rất vui lòng. Hắn ngồi yên, thả mình nằm duỗi ra trên chiếc ghế tựa dài, đối diện với cô gái. Trong tròng mắt mê man mơ hồ, tựa như xoay ra nhìn về bên ngoài cửa sổ, nơi có ánh trăng đang rót chảy vào màn đêm huyễn hoặc này, nơi có những cơn gió cứ lặng lẽ mơn trớn trên các phím đàn, đùa giỡn trên mái tóc cô. Lòng hắn nhẹ lại, tạm quên đi câu chuyện về khoản nợ, về những con gà, về những cái ổ khóa, về cô vợ và đứa con thơ. Hắn nhẹ mình lắng nghe, nhẹ mình lắng nghe, chìm vào trạng thái mê tâm cổ thuật. Cô gái bèn quay ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh trăng sáng mềm mềm, êm dịu rót vào trong phòng,
Từng đợt gió mát luồn qua cánh cửa sổ, luồn vào mái tóc cô, chạm khẽ vào thân thể vô cảm của cô, rồi mơn trớn lên các phím đàn của cây piano đặt bên khung cửa sổ. Cô sẽ kể cho tên trộm xa lạ câu chuyện gì? Cô chỉ có một câu chuyện duy nhất luôn muốn được kể ra, dù là với một tên trộm xa lạ mà thôi. Đó là câu chuyện về anh ấy, về chồng cô, về người mà cô thương yêu nhất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.